Chào bạn, hôm nay đã đến với kênh của mình nha bạn. Đến với kênh Các Thời Gian các bạn nha. Hôm nay mình sẽ nấu rau con xương thịt. Ở đây mình có một ít nước cốt dừa này bạn. Sao gì bạn làm thay sữa ống thọ cũng được, mà làm nước cốt dừa cũng được. Ở đây mình có khoảng 3 lạng đường và một ít nước dứa. Dứa mình mua gì mình tự xay á các bạn. Mình tự xay ra. Hiện tại đây mình có một nồi và một bịch rau câu nè các bạn. Rau câu con cá giòn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ngâm rau câu nha các bạn. Có một cái nồi mình sẽ đổ vào đây nha. Rồi cái can này nướng ít nước, cái này mình sẽ cho vào đây là 2 can nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 2 can như vậy là nó là chết nước. Mình sẽ cắt cái bịch rau câu này ra các bạn. Thì ra mình sẽ đổ luôn, mình sẽ quậy đều nó nha bạn, không nó sẽ rất cục đó nha. Đây, mình sẽ quậy đều nó bốc bẩn quậy chiều nào các bạn, mình cứ quậy đều nha. Cái thành phần rau câu mình đã quậy đều, mình sẽ ngâm nó trong vòng 15 phút. Mình thứ nhất mình quậy đều rồi mình ngâm nó, mình sẽ không quậy lại nha các bạn. Ngâm khoảng trong vòng 15 phút thì mình sẽ bắt đầu nha các bạn nha. Đây các bạn, mình sẽ nấu cái rau câu của mình để mình đổ cái kia nha bạn. Mình sẽ quậy nó. Cái phần mé trong này mình bỏ sữa ống thọ hay là nước cốt dừa thì mình, nếu có nước cốt dừa các bạn phải thêm vô khoảng 1 lạng đường. Ở đây mình có 3 lạng đường này bạn. Mình sẽ múc vào đây là 1 lạng đường nha. Đó là thành phần bạn nấu nước cốt dừa. Còn nếu bạn nấu sữa ống thọ bạn khỏi phải bỏ đường nữa các bạn. Rồi cho nó sôi đều này nha. Quậy đều rồi cho nó tan hết ra nha các bạn. Tan hết đó, đường nó sẽ tan hết rồi. Đánh luôn rồi nó sẽ tan. Đừng cho rau câu mình ở dưới nó sẽ đóng cục nha bạn. Thứ nhất rau câu mình hồi nãy giờ mình để 15 phút nó đã nở rau câu rồi đó. Bây giờ mình sẽ gọi đều nó lên đó, nó sờ sờ rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chờ cho nó sôi lên nha. Rồi bạn, mình sẽ hạ ga nhỏ xuống nha bạn. Đó, và mình sẽ cho ga lớn đó là nó sẽ đào ra nha. Giờ mình sẽ tắt bếp. Đó, nó dễ rồi luôn nè các bạn. Nó rất là ngon. Ở đây hồi nãy mình đã nấu chuẩn bị nước cốt dừa đó, mình sẽ đổ nó vô các bạn. Mình sẽ đổ chung nó vô và mình sẽ gọi đều nó lên như thế này nha. Nếu như thông thường mình làm sữa ôm thọ thì mình khỏi phải chuẩn bị đường vô đây, còn nếu như mình làm nước cốt dừa thì mình phải cho đường vô các bạn. Bằng gọi đều chờ đây các bạn, đừng có đun lửa, mình sẽ tắt ra rồi. Nếu các bạn đun lên là nó sẽ cách tủa đó. Mình sẽ tráng hết cái này. Mình sẽ gọi đều nữa. Rất là thơm quá nè. Ở đây mình chuẩn bị một cái khay. Mình sẽ trở lại với cái khay. Mình sẽ đổ nó ra. Mình sẽ đổ cái phần này ra. Nó rất là thơm luôn bạn. Mình đổ cái phần này, mình để cái phần này khoảng 15 phút sau nha các bạn. Nếu như mà bạn nào thấy ở trên đây nó có bong bóng á, mình sẽ dùng cái này nè, mình tản nó ra hoặc mình sẽ vớt hết những cái bong bóng này đi. Bạn nào muốn nhanh nguội á, mình sẽ dùng ở dưới một cái thau nước á, mình để ở dưới là thành phần nó lên nó sẽ rất nhanh nguội. Mình sẽ để khoảng 15 phút sau nó nguội, mình sẽ trở lại nha bạn. Các bạn nó còn rồi, các bạn nó đã sôi như vậy. Mình sẽ để cho nó sôi như vậy và đậy chung lại á. Nếu như các bạn nào mà mình không nấu như vậy được á thì mình sẽ nấu chia ra một bịch, mình chia ra làm hai cho nó dễ đó bạn. Ở đây mình sẽ có hồi nãy của mình khoảng 15 phút này bạn, bây giờ nó sẽ đông lại rồi nè. Bắt đầu mình sẽ làm nha. Cái này mình sẽ để ra nhỏ thiệt nhỏ để mình chờ nha các bạn. Mình sẽ cho máy quay lại rồi. Sau 15 phút xong á, bây giờ
Bây giờ mình sẽ dùng có miếng giấy mình lót lên cái bánh khớt các bạn, một cái bọc ni lông mình sẽ lấy cái dao nhỏ mình sẽ điền xung quanh vậy các bạn. Nếu có thối nhỏ mình sẽ nấu ít hơn, nó vừa đậm bạc mình nó hơi đủ. Mình sẽ đập cái ra các bạn. Giờ mình sẽ cắt, mình sẽ cắt cái này một nửa nha bạn. Còn một nửa mình sẽ cho một bên. Các bạn nhìn nè, nó rất là cứng, rất là ngon luôn, không có thể nào mà mềm được các bạn. Bây giờ mình sẽ sắc nó ra như vậy nha bạn, thành hình vuông đi. Các bạn thích vuông nhỏ hay vuông lớn tùy các bạn, hoặc sơn ti hạt nhỏ hơn hạt lớn hơn, rất là tùy thích của mình nha. Ở đây mình sẽ cho cái phần này lên cái dĩa đó nha các bạn, cho nó dễ. Đây mình sẽ cho lên ra đây và mình sẽ sắn cái này ra nha bạn nha. Mình sẽ sắn ra lột lộ đi bạn. Đó, thì bạn thích sắn dày hay sắn mỏng hay là sắn sao cũng được. Cái cảm thấy các bạn thấy nó dày quá, mình sẽ đưa cái dao như vậy bạn, mình sẽ chấm làm hai. Đó, mình sẽ cho vào đây cho các bạn. Mình sẽ dùng hết cái bịch này mình đổ vô luôn cũng được. Các bạn nhìn nè, nó rất là ngon nè, rất là trắng tươi luôn các bạn. Đó, thấy không, rất cứng luôn. Phần mình còn lại nữa các bạn, mình sẽ xắt nó ra nha. Mình sẽ xắt nó ra thành sợi, sợi tương tự như dừa đó bạn. Các bạn sẽ xắt nó ra sợi như vậy. Ở đây nó hơi nhiều các bạn, mình sẽ kéo nó làm đôi. Mình sẽ xắt nó ra, mình sẽ bỏ nó vô trong cái khay nha các bạn. Phần này chút nữa mình sẽ cắt, hôm bây giờ các bạn cắt luôn cũng được. Bạn sẽ xắt thành một cái cọng dừa đó các bạn. Đó, mình sẽ cắt ra như vậy nè. Bây giờ mình sẽ cho một bên cái này đi nha các bạn. Mình sẽ trở lại với cái nồi nha. Mình sẽ gọi đều lên hết nha các bạn. Mình sẽ cho nó sôi lại khoảng chỉ 1 phút đi bạn nha. Mình đổ cái lá dứa vô cái màu nó rất là đẹp luôn nè. Đó, bây giờ mình cho nó sôi lại xong rồi mình sẽ gọi đều nó và hớt cái bọt này đi nha các bạn. Nó sôi lên là bằng cái cái bọt này. Đó, bây giờ nó đã sôi lên nè. Đó, hớt hết những cái bọt này đi. Thứ nhất là hớt cho nó sạch nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó sôi chưa? Mình sẽ hớt lên, nó thơm cái mùi lá dứa, rất là thơm mùi lá dứa. Còn nếu các bạn nào mà làm bán á, thì bạn sẽ làm màu nhiều hơn lá dứa đó nha. Mình ra mình lên thì mấy ngàn thôi. Bây giờ mình làm được rồi, giờ mình sẽ tắt ra nha bạn. Đó, mình tắt ra mình sẽ quậy đều nữa bạn. Còn cái nào mình quậy cho nó tan hết những cái này ra nè bạn. Còn cái bọt nào là mình sẽ hớt nó đi nha các bạn. Rồi mình sẽ trở lại với lại cái thố của mình. Đó, mình sẽ xếp nó vô hết như vậy. Như vậy nha bạn. Đó, mình xếp từ từ nữa vô. Các bạn sẽ dùng cái muỗng các bạn đẩy những cái phần này lên một tí nha. Đó, mình sẽ nổ lên rồi nè. Con cho nó chìm ở dưới quá đó. Đó, ở đây mình còn mình sẽ rắc nó vô luôn nha bạn. Mình sẽ giá dạng thành miếng dừa đó các bạn. Cái màu nó rất là đẹp luôn các bạn, tại vì màu lá dứa nè là cái màu tự nhiên nè. Còn nếu các bạn làm màu kia thì nó sẽ xanh cái màu khác hơn một tí các bạn. Để cho xem hết đây như là nhé. Các bạn thấy các bạn
sẽ dùng cái đũa các bạn rưới lên một tí nè. Còn mình sẽ đẩy đẩy nó sơ sơ xuống nha bạn. Bây giờ là nó đã đẹp rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để ngoài hoặc để trong ngăn mát khoảng 15 phút sau rồi bạn nè. Nếu mà để trong ngăn mát á thì nó lại hư cái máy lạnh của mình á. Bây giờ mình để ngoài trong khoảng cỡ 15 phút sau nó đông lại rồi mình sẽ đem ra cho các bạn coi nha. Sau 15 phút sau rồi bạn, bây giờ nó đã đông lại, lấy từ tủ lạnh ra nè bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái dao mình rạch đây nha các bạn. Đó, và một cái này. Cái màu nó rất là đẹp luôn á các bạn. Ở đây mình có một tấm thớt và mình lát hai cái bịch ni lông nha bạn cho nó sạch. Bây giờ mình sẽ dùng cái này mình ấp nó xuống nha. Đó. Bạn nhìn thấy không? Nó rất là đẹp. Thứ nhất nó không công bằng là sớm mình để trong tủ lạnh mà hơi bị chên đó bạn. Nên nó như vậy nè. Đó, ở đây các bạn là kỹ mình sẽ mang cái bao tay vô nha. Còn mình sẽ cho một cái dĩa. Đó, các bạn thấy không? Màu nó rất là đẹp nữa. Như vậy luôn nè bạn. Hình thờ màu dưới nên nó cũng đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cắt làm đôi nó ra. Sẽ cho nó qua một bên, mình dùng nửa nha các bạn. Đây. Các bạn thích trắng sao cũng được hết, tùy mình. Đó. Mình sẽ đi cho các bạn coi. Nếu như mà bạn nào á mình thích làm đặc hơn nữa thì mình sẽ làm đặc hơn. Còn bạn nào thích làm lỏng hơn mình sẽ lỏng hơn. Bữa trước mình có một cái video của là sô cô sơn thủy mà mấy ngoài là cà phê đó các bạn. Hôm nay mình làm mấy ngoài là dứa, ở trong là dừa các bạn. Hôm trước mình làm là ở trong là sữa ông thọ, và mấy ngoài là cà phê các bạn. Các bạn nào rảnh mình sẽ làm, có bạn bè tới nhà cũng rất là tiện và rất là ngon, rất là giòn luôn bạn. Mà có thể để trong tuần lễ, tủ lạnh khoảng một tuần lễ nó cũng không sao nha các bạn. Mình sẽ cho lên đây một cái dĩa nha. Mình sẽ lấy phần này ra một tí. Cho lên đây một cái dĩa. Mình sẽ trắng nó ra nha các bạn. Tùy theo mình thích muốn trắng sao mình trắng. Đó. Mình trắng miếng này là vừa tầm cỡ, vừa cầm lên mình ăn được các bạn. Màu nó rất là đẹp luôn á. Các bạn nào rảnh mình nhớ làm nha các bạn nha. Đó. Mình sẽ trắng hết ra. Nó rất là đẹp luôn. Tại vì các bạn, cái này nó rất là cứng và rất là ngon rồi. Còn nếu như bạn nào mình thích đặc hơn á, mình sẽ cho ít nước vào. Một tí nữa là nó sẽ đặc hơn. Như mình là mình cảm thấy như là đã vừa rồi. Đó, rất là ngon luôn. Rất là hấp dẫn. Mình sẽ trắng nó ra. Mùi dứa nó rất là thơm luôn các bạn. Đó, nếu như mà ở nhà mình làm ăn thì mình sẽ làm mùi dứa nó sẽ tốt hơn nha. Hơn những cái mùi các bạn nhìn, hơn những màu á bạn. Người ta làm bán người ta có thể cho màu nhé. Mình nhà ăn là chỉ có làm bằng dứa thôi nha các bạn. Bạn nhìn rất là đẹp, rất là màu, rất là tươi luôn á. Nếu bạn nào thích nhớ bấm like và đăng ký cho mình để thêm video lần sau của mình nha các bạn nha. Đó. Mấy dưới mình có cái nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho mình nha bạn, cho các bạn mình cùng coi cùng là cách làm á bạn, nó rất đơn giản. Nếu các bạn nào thấy đẹp và thấy ngon á, các bạn nhớ bình luận cho mình nha bạn, mình rất cố gắng sẽ trả lời coi bình luận của các bạn. Mình xin chào và hẹn các bạn lại buổi tối lần sau nha bạn.